Đây máy anh đặt dưới. Đây máy đang chạy. Bây giờ đang khởi động máy nhá, bật lên nhá. Bật ad lên này. Bật ad ở đây này, nghe em thụt cái được này. Đấy, nghe không? Tiếng rất rõ này. Đấy, thụt cái này sàng rung kiểm tra này. Này rung rồi nha, thì tắt sàng. Đây kỹ thuật của máy nó chạy. Tì đang hướng dẫn anh em dùng máy. Máy chạy trước khi máy chạy nhớ cái nước này này. Sử dụng máy. Không được quên. Nước nó chạy rồi, ta cứ bình tĩnh cho nước nó chạy đàng hoàng. Đấy, nước chạy cho máy chạy này. Đấy. Máy nó chạy trơn rồi, đang bắt đầu bấm xài cho nó rung rồi. Bấm xài nó rung, nó bắt đầu đổ nhá, đổ chụp thẳng nước rồi. Thế nào nó hút hết cho mùi dầu đó. Cái đầu tiên là bắt đầu phun buổi sáng hay buổi chiều là mình cho nửa hồ dầu ấy. Cho bơm trước. Bơm mấy anh nhá. Bơm mấy hồ ở trên. Đấy. Xúc tốc vào. Bơm như là đây là đang bơm. Xúc liên tục. Đầy máng đó. Cái này lên. Anh cứ làm hết tầng tầng dưới chứ. Đỡ chuyển giá nhỉ. Đi lên máy à. Này cắt trước này là cao. Không, cái này là bữa này bán xong. Quen thì cần 4 người làm máy và máy 2 người trên. Đó. Không anh xoát xoa luôn thì anh phải cần thêm người chứ. Xoa luôn thì anh cần thêm người, mình xoát trái xoa sau thì anh chỉ 4 người thôi. Đúng rồi. Nên mình xoa luôn thì mới cần người đi xoa người thêm người chứ, 6-7 người. Còn em xoát trái. Xoát trái xoa sau thì chỉ cần 4 người thôi. Anh phun lên rồi anh gạt thước lấy phẳng. Cắt sát dưới phẳng này, chiều ngày mai là anh cho thêm mấy xô xô cắt mịn đấy, anh đi vào là mặt sau thôi. Vận hành thì dễ mà, ở trên phun này dễ hơn. Chủ yếu là người cụ ở dưới kìa, chủ yếu người đảo vữa thôi. Câu đảo vữa câu quan trọng nhất. Thì đảo bữa anh đảo nó khô quá thì nó không phun được, mà đảo nhão quá nó chảy, mà anh quên cái phụ gia kia là nó không phun được các ống. Đây là người phụ, người quan trọng. Còn cái cầm súng này thì ai anh cầm được, phụ nó thử cầm đấy. Vun dày lên đi anh. Đưa chậm cho nó dày lên.